Xin chào tất cả các đồng chí nhá. Báo cáo với lại các đồng chí phá hai âm ly Paramax ra để lấy hai cùng nguồn bán Paramax SA 306 phá. Paramax SA 201 phá. Lý do phá là khi mua nhá, khi mua thì được người bán người ta ưu tiên cho cái mặt ở dưới này. Cái mặt ở dưới nó bét tè lè nhỉ. Đấy. Nên là về coi như thế là tháo ra thì nói chung là bây giờ ấy thì sửa là nó chạy rồi nhá, nó chạy rồi. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như bây giờ ai mua nguyên cái này nhá, ấy mua nguyên cái này, mua nguyên cái đám mạch công suất này chạy rồi thì mình cũng bán. Thế nhưng mà ý nói là ở dưới này nó không còn được ngon nghẻ nữa nhá. Đấy thì mình bán cho các đồng chí mình cảm thấy nó hay náy nên là mình phá luôn nhá. Mạch nhà mic này, mic master music, ai có nhu cầu mua hàng đây, hàng cái này là của âm ly Paramax nhá. Đấy, của hàng Paramax mình cũng bán lẻ từng một một bo mic mình cũng bán nhá, echo. Đấy. Sang đến cái âm ly này cũng vậy. Đấy. Âm ly này thì có 4 sò thôi. Nhưng mà ở phên dưới này nó chạy rồi nhá. Nó chạy rồi nhưng mà ở phên dưới này nó nát nên là mình cũng không muốn bán. Đấy. Còn ví dụ đồng chí nào mà mua nguyên cái mên này, mua nguyên cái mên công suất 4 sò này nhá. 4 sò này mình chỉ lấy tiền sò thôi. 1 2 3 4 lấy 120.000 nguyên cái mên này. Đảm bảo là chạy, đang nói bình thường nhá. Đấy, nguyên cái mên công suất này 1 2 3 4 sò cả nhôm này. Bán cho các đồng chí 120.000 của Paramax luôn. Đấy nhưng chỉ có cái điều ấy là ở dưới này là bị sửa chữa rồi nhá. Ở dưới này là bị sửa chữa rồi. Thì mình mua nói chung là bị người bán người ta ưu tiên cho nha. Đấy thì mình vẫn mua của người ta. Thế nhưng mà có những con thì mình kiểm tra, có những con mình không kiểm tra. Đấy, thế thì có những cái con gọi là số mình nó không được may mắn cho lắm. Cái con mình không kiểm tra thì lại vào cái con ở dưới này nó đào bới xơi lộn này rồi. Đấy, thì người ta bán cho mình cái sản phẩm đào bới xơi lộn ra như vậy. Thế nhưng mình cũng không muốn bán cho các đồng chí nha. Vì nó chẳng đáng bao tiền cả. Đấy, người ta thì suy nghĩ khác, mình thì suy nghĩ khác. Thế nên là mình quyết định mình phá. Còn đồng chí nào mà chấp nhận được, ví dụ như thích cái mên công suất này 1 2 3 4 4 sò như thế này. Mình lấy tiền sò là 30.000 một con, 1 2 3 4 4 con sò, 4 3 12 120.000. Trong khi đó là tặng cái miếng nhôm này nhá. Đấy, tặng cái bò này, đấy, tặng cái mên này. Mà mên này đang chạy nhá, mên này đang chạy. Đấy. Đây cũng vậy, mạch mic xịn của Paramax. Mic Echo. Nguyên một cái mên này luôn, cả cái mặt đằng trước này được. Đấy, đồng chí nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ mình nhá. Tại vì như năm ngoái là có mấy người hỏi mua âm ly cái mạch mic này của Paramax này, rồi là mạch music master của Paramax này. Đấy, nhưng mà năm ngoái thì chưa có con nào gọi là nó nát cả nên chưa muốn phá. Thế năm nay nó gặp phải cái âm ly nó nát thế rồi, nha, phá luôn. Còn đây là nguồn của nó đây này. Đấy. Paramax này. Đấy, Paramax này. Đấy, nguồn thì người anh em nào mà ưng bụng sản phẩm nguồn này thì liên hệ với mình nhé, Paramax. Thì những người mua nguồn rời như thế này là hầu như họ ấy biết được cái nguyên lý hoạt động của biến áp rồi, đúng không ạ? Nó có hai phần, phần sơ cấp và phần thứ cấp. Phần sơ cấp là phần đầu vào và phần thứ cấp là phần điện áp ra, đúng không? Biến áp quấn theo kiểu cảm ứng. Đấy thì bao giờ cũng vậy, nó có hai cái đường dây này ra, nó chỉ có hai đường dây thôi. Đấy thì nó là đường dây vào 220 vào. Còn đây với đây thì nó có cái rắc này này. Đấy, rắc ở đây thì này thì nó ăn vào cái rắc ở cái công tắc nhá. Đấy, vừa phải dùng cái thằng cu này mới lấy ra ốc được, ốc nó dỉ. Đấy, ốc nó dỉ. Đấy, còn đây là điện áp ra. Điện áp ra thì âm ly thì bao giờ nó cũng có đối xứng nhá. Đấy, đây này. Đấy. Thì mình cứ gọi có một dây chung, ví dụ như ở đây này, nha. Đấy. Ví dụ như ở đây này dây đen này là dây chung này nha. Đấy, đen là dây chung, hai thằng đỏ thì là nó là một áp, hai thằng vàng nó là một áp. Đấy. Ở đây cũng vậy nha. Đấy. Ở đây cũng vậy. Thì mình giới thiệu thế thôi chứ còn thực tế cho những người mà mua rồi cái biến áp này, cái nguồn này thì đương nhiên là họ phải biết làm rồi. Đấy. Thôi thế giới thiệu sơ bộ vậy. Hay đồng chí nào mà thích mua lẻ cái gì nhá. Cái này cũng vậy, cái này 8 sò. 1 2 3 4. Nguyên cái môn này, mên này nhá, hay là nguyên cái vỏ như thế này cũng bán nhá.
mua gì bán cái đấy, thế cho nó đầu năm cho nó may mắn nha. Mà đầu năm thì đương nhiên là giá nó phải dễ mềm mại dễ chịu rồi, đúng không? Giá lì xì mà nha. Đấy. Ở đây xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí, chào thân ái. Messi, nguồn vuông mình cũng có nhá. Nguồn vuông thì hiện tại bây giờ nguồn vuông có khoảng tầm 30-40 cục nhá, 30-40 cục cái nguồn âm ly. Đấy thì ai mua gì thì cứ liên hệ mình. Đấy, nguồn đại cũng có nhá.